Thưa quý vị và các bạn, 520 tấn là con số mà người dân thủ đô sử dụng than mỗi ngày và 1.870 tấn khí CO2 phát thải ra môi trường là hậu quả của con số đấy. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thì đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho ô nhiễm không khí gia tăng trong thời gian vừa qua. Vì vậy mà Hà Nội đã quyết tâm vào năm 2020 sẽ xóa sổ bếp than tổ ong trên địa bàn thành phố bằng cách là giới thiệu các mẫu bếp cải tiến mới dùng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên đây là việc không hề đơn giản. Dạ vâng, xin chào Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của VTC. Vào chiều ngày 1 tháng 10 thì tại cuộc họp báo Thành ủy Hà Nội đã chỉ ra 12 nguyên nhân mà dẫn đến ô nhiễm không khí tại thủ đô. Và một trong những cái nguyên nhân đó thì có nói đến là nguyên nhân về bếp than tổ ong. Vậy thì ông có thể cho biết là sử dụng bếp than tổ ong thì đã gây hại cho môi trường cũng như sức khỏe của người dân như thế nào? Thì trong các nguyên nhân đấy thì ô nhiễm môi trường đối với do cái việc đốt than tổ ong ấy thì tôi nghĩ cũng là đúng, bởi vì cái nguyên nhân ấy, bởi vì chúng ta đều biết rằng là 1 kg than tổ ong ấy, 1 kg than nói chung ấy, khi đốt lên ấy thì nó sẽ tạo ra khoảng 2 kg khí CO2 cộng với một cái lượng khá lớn, đây là khoảng 20, ít nhất là 20 g khí SO2, một số chất bốc dễ bay hơi và một lượng rất lớn là bụi. Và tôi lại nói thêm rằng là nếu trong cái điều kiện mà thiếu oxy thì nó có thể tạo ra khí CO, khí CO còn độc có thể gây chết người, mà chúng ta đều thấy rằng là rất nhiều những cái trạng thái mà sử dụng than tổ ong để sưởi ấm vào mùa đông ấy là gây chết người ở trong các cái phòng kín là thường xuyên. Và một lượng bụi khá lớn từ cái than tổ ong ra. Và tôi cũng xin nói thêm là khi đốt than tổ ong, đặc biệt là cái lúc mà chúng ta châm, tức là ta gọi là mồi than ấy, thì là cái lượng khói là rất là nhiều, ảnh hưởng rất lớn, bởi vì người ta sẽ đốt củi để mà tạo ra, để cho than nó bén, thì tôi nói rằng là khá nhiều. Và đấy tôi nghĩ là một trong những cái nguyên nhân, thì tôi nghĩ là hoàn toàn đúng. Thế thì sức khỏe thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, và trong tất cả những cái ảnh hưởng ấy thì đầu tiên nó ảnh hưởng vào cái hệ thống hô hấp, bởi vì hô hấp là cái mà tiếp xúc ngay với không khí, thì hệ thống hô hấp đầu tiên. Dạ vâng, vậy thì ông có thể cho biết là tại sao hiện nay thì người dân vẫn sử dụng cái bếp than tổ ong với số lượng vô cùng lớn ạ? Và rõ ràng chúng ta thấy rằng 1 lít dầu thì bây giờ giá rất cao, đúng không? Mà một cái bát rửa điện là nó phải là vài nghìn, 2 nghìn, trong khi đấy là 2 lạng than tổ ong thì có mấy trăm. Cái hiệu quả kinh tế thì chúng ta phải nhìn thấy, và đấy chính là cái lý do mà người dân họ hiện nay họ đang còn sử dụng. Đó, tôi sẽ nói là lý do kinh tế vẫn là lý do quan trọng nhất. Lý do thứ hai là tôi nghĩ rằng là đấy là thói quen. Cái thói quen, ví dụ người ta đã quen cái hệ thống bếp của họ, lò nấu của họ dùng than tổ ong rồi, thì bây giờ họ không muốn thay đổi cái hệ thống khác. Dạ vâng, trước đây thì Hà Nội có cho người dân mượn những cái bếp mà thân thiện với môi trường. Tuy nhiên thì sau một thời gian sử dụng thì người dân có trả lại chính quyền sở tại. Đây có phải là lý do mà khó xóa bỏ bếp than tổ ong tại Hà Nội không ạ? Thì cái bếp ấy kích thước nó như thế nào? Cái thói quen hiện nay họ sử dụng cái bếp than tổ ong là kích thước rất bé, họ có thể mang vác rất là dễ dàng, họ xách từ trong nhà ra đầu ngõ thì rất là dễ dàng. Nhưng cái bếp kia nó sẽ thường là nó cồng kềnh hơn rất nhiều. Thứ hai là cái nhiên liệu ấy thì rõ ràng đắt tiền hơn nhiều, thì đấy có lẽ là như vậy. Thành phố Hà Nội có dám đầu tư, dám hỗ trợ giá cho họ nhiên liệu đâu, thì chính cái điều ấy nó dẫn đến cái việc đưa vào. Và tôi cũng nói rằng là người dân quan tâm nhất vấn đề thứ số 1 vẫn là cái hiệu quả kinh tế. Dạ vâng, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội thì đã đặt ra mục tiêu là đến năm 2020 thì sẽ xóa bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong. Tuy nhiên thì với thực trạng như hiện tại thì liệu có khả thi hay không ạ? Tôi nghĩ rằng sẽ không đạt được. Và tôi nghĩ rằng là cái kế hoạch ấy cần phải xem xét lại, đi vài lại. Ví dụ như khu vực nội thành chúng ta sẽ có một quy định gì đấy, đúng không? Chúng ta có thể thêm những cái phí môi trường hay một cái gì vào đấy đối với cái việc mà đốt than trong cái khu vực nội thành. Còn cái khu vực ngoại thành thì tôi nghĩ rằng là có lẽ cũng không nên bắt buộc tất cả. Cho nên tôi nghĩ là cái kế hoạch của thành phố Hà Nội phải cụ thể ra những cái góc độ như thế thì cái tính khả thi nó mới cao.
Dạ vâng, vậy thì theo ông thì Hà Nội thì nên có cái lộ trình như thế nào để người dân có thể thay đổi cái ý thức của mình để không sử dụng những cái bếp than tổ ong mà gây hại cho môi trường ạ? Và bây giờ ấy, lộ trình ấy, anh có thể vạch ra lộ trình, nhưng mà nếu anh không có các cái cơ chế chính sách để mà anh điều tiết nó thì không bao giờ đạt được lộ trình. Và cái cơ chế chính sách thì rõ ràng bây giờ chúng ta có cấm được, chúng ta có quy định pháp luật cấm than tổ ong không? Không cấm, đúng không? Nếu chúng ta có, thành phố Hà Nội có quy định cấm được không? Chắc chắn là không có quy định cấm. Vấn đề là gì? Là kinh tế, tức là khuyến khích về mặt kinh tế. Thế thì khuyến khích về mặt kinh tế thì tôi xin nói rằng là hiện nay chúng ta chưa có cái khuyến khích ấy. Ví dụ như tôi xin nói một cái rất đơn giản là thuế môi trường của cái của than ấy. Than sử dụng hiện nay đang rất rẻ. Than giống như than của nhà máy nhiệt điện hiện nay thuế môi trường của một tấn than là 20.000 đồng. Trong khi đấy một lít xăng thì thông thường là chúng ta phải trả 3.000. Và cái điều thứ hai nữa là chúng ta cũng chưa chưa có sự vận động cao cho trong toàn bộ xã hội, đưa tất cả cái hệ thống xã hội vào để làm thế nào để vận động người dân không sử dụng than than tổ ong. Thì tôi nghĩ là như vậy. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông.